Trước khi mà chưa có dùng cái sản phẩm mà anh ta đi biết là em bị có vấn đề sức khỏe, là em bị bao tử, rồi tàn dạ dày, sán chó, rồi bị uống thuốc sán chó là bị viêm gan cấp. Thì em lên bệnh viện Chợ Rẫy nằm 2 tháng mà mới lên thì bác sĩ chê, bác sĩ không có nhận, bác sĩ nói nặng quá. Bác sĩ chê rồi nhờ người quen mới gửi, thì bác sĩ ngày hôm sau bác sĩ mới nhận bệnh. Thì em nằm lâm sàng là được 2 tháng rồi mới bớt bệnh, rồi mới trở về nhà. Thì cơ duyên gặp được cái sữa non này dùng, rồi cũng nhờ em Việt giới thiệu thì uống 3 lon là thấy khỏe. Thì lên tái khám, mỗi lần lên khám là bác sĩ khen là có tiến triển tốt. Rồi sau em mới tìm hiểu rồi thấy tốt quá là dùng, rồi đi tái khám ở Chợ Rẫy có 3 lần thôi, rồi về nhà uống sữa tới bây giờ luôn và không có dùng thuốc nữa. Rồi em đi chia sẻ với bà con cô bác.